Thanh Liêm ở Góc Nhìn Việt xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Và nỗi sợ hãi như là một lưỡi dao găm sắc bén cắm sâu vào trong tâm trí của một người. Và nỗi sợ lớn nhất có lẽ là sợ mất mát. Cuộc sống này vốn dĩ vô thường, ai rồi cũng phải trải qua những mất mát khác nhau. Nhỏ thì mất đi một cặp kính thỏi son, mất đi một thú cưng. Lớn thì ta mất đi một người thân trong cuộc đời, một người bạn, hay là một công việc mơ ước. Ta buồn bã, khó chịu, thậm chí ta rơi vào bế tắc, và là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Nhưng mà đến tuổi xế chiều, người ta mới dần hiểu rằng so với những mất mát trước đó, thì những mất mát sau này còn to lớn hơn nhiều. Và sau đây là những nỗi lo sợ mất mát của người sau tuổi 50 mà không phải ai cũng dũng cảm để nói ra. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Bốn nỗi lo sợ mất của người sau tuổi 50. Nỗi lo sợ thứ nhất, bị đào thải trong công việc. Có lẽ bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này trong cuộc sống. Một cao thủ ngành marketing sau 15 năm ở nhà làm bà nội trợ cơm nước phục vụ chồng con đã không thể tìm được việc làm ở tuổi 40. Cuối cùng cô đành phải nói dối chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 để xin một chân trả nước sai vặt trong một công ty xuất bản. Một người phụ nữ bán kim chi, bái than thở rằng đã cống hiến cả thanh xuân cho công ty, để rồi ở tuổi 50, họ bị sa thải. Bây giờ bà muối kim chi bán và dạy thêm tiếng Anh để mưu sinh. Ta đang thấy gì sau hai câu chuyện này? Đó là sự lo sợ mất việc, mất cơ hội thăng tiến ở tuổi xế chiều là có cơ sở. Họ sợ mình lỗi thời, họ sợ mình trở nên chậm chạp trong mắt bọn trẻ. Nhưng rồi sau tất cả, sự thích nghi của con người với hoàn cảnh là thứ rất đáng sợ. Chúng ta ai rồi cũng tìm ra cách để sinh tồn mà thôi. Học cách chấp nhận những sự thật không thể thay đổi và tự mình tìm ra lối thoát cũng là một kiểu khôn ngoan trong cuộc sống này. Một nhà hiền triết từng nói, thay đổi những thứ có thể thay đổi chính là dũng cảm. Chấp nhận những thứ không thể thay đổi, đó là khoan dung. Chỉ có người khôn ngoan mới có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai điều này. Suy cho cùng, sự nghiệp chỉ là một phần của cuộc sống. Dù đi được bao xa thì mục tiêu chính vẫn là sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc hơn. Sau nửa đời người chăm chỉ làm việc, khi đã bước sang độ trung niên, giờ đây hãy để mọi việc thuận theo dòng chảy tự nhiên, không đòi hỏi cũng chẳng cưỡng cầu. Hãy tìm cho mình điểm tựa tinh thần đích thực, sống thật tốt ở hiện tại, chẳng cần ganh đua với ai nữa, chỉ cần tìm cho mình những an yên ở đời, vậy là đủ rồi. Nỗi lo sợ thứ hai, nhìn con cái trưởng thành dần rời xa vòng tay mình. Quả thực, sự trưởng thành của một đứa trẻ dường như rất nhanh. Mới ngày nào còn dắt con đi nhà trẻ, mà bây giờ đã đến tuổi thành gia lập thất. Nhìn thấy con khôn lớn, người cha người mẹ nào mà chẳng vui mừng hạnh phúc. Thế nhưng đan xen trong đấy vẫn lẫn chút buồn tủi. Điều cha mẹ sợ nhất chính là việc mình không còn quan trọng trong cuộc sống của con nữa. Bởi con đã trưởng thành, độc lập và giỏi giang, dường như chẳng còn chỗ để cha mẹ có thể chỉ bảo giúp đỡ. Con tự lo được cho mình, cha mẹ nhàn hơn, nhưng cái nhàn ấy trả giá bằng việc xa dần con. Hơn một lần, cha mẹ ước thời gian có thể ngưng lại để giữ con bé bằng mãi. Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói này: duyên phận giữa cha mẹ và con cái là luôn có người đứng ở phía sau để nhìn một người dần dần rời xa. Cho dù như thế nào, cha mẹ vẫn dõi theo con cái của mình, từ hành trình này đến hành trình khác. Dù đã sẵn sàng hay chưa, thì vẫn âm thầm cầu nguyện và chúc phúc trong lòng. Loại mất mát này có lẽ là thứ mà chúng ta cam tâm tình nguyện nhất trong đời. Nỗi lo sợ thứ ba, sợ sức khỏe bị giảm sút. Khi bước qua tuổi trung niên, nhiều người chợt nhận ra rằng sức khỏe đang có dấu hiệu giảm sút đi. Trước đây thức cả đêm, sáng sớm vẫn có thể làm việc. Bây giờ đi ngủ muộn một hôm, đã thấy không có đủ sức làm việc nữa rồi. Khi còn giàu có và còn khỏe mạnh, bạn còn gọi tiền tài của mình hai tiếng tài sản thật sang trọng. Nhưng khi còn giàu có mà đánh mất sức khỏe, tiền tài của bạn cũng chỉ tóm gọn trong hai chữ di sản nhuốm màu đau thương. Nếu không bắt đầu dưỡng sinh từ hôm nay,
ngày sau bạn sẽ phải dưỡng bệnh. Không bắt đầu tập duy trì những thói quen tốt, sớm muộn gì bạn cũng chỉ còn một cuộc sống trong thuốc thang ốm yếu. Vậy nên, đừng bao giờ cho phép bản thân mình thức khuya. Chỉ cần một vấn đề nhỏ xảy ra cũng sẽ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng rất nhiều. Hãy yêu quý và trân trọng thân thể của mình ngay từ bây giờ. Nên ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên, không thức khuya, giữ tâm trạng vui vẻ và đừng cáu kỉnh nữa. Bởi thay vì tranh đấu như ngày trẻ, khi bước đến độ tuổi trung niên, người ta phải mặc cả với cái chết hết lần này đến lần khác. Đừng để đến phút cuối rồi mới hối hận. Nhận ra thì đã không kịp nữa rồi. Nỗi lo sợ thứ tư, nói lời vĩnh biệt với cha mẹ dấu yêu. Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng một người có tuổi bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong đám tang của cha mẹ mình, rồi cũng không kìm lòng mà khóc òa theo họ chưa? Khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ nhận ra rằng đây có lẽ sẽ là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời mỗi một con người. Bất kể là lên 3, lên 5, 40 hay 60, bạn luôn cảm thấy cái chết đang ở rất xa chúng ta, khi cha mẹ còn ở bên. Tuy nhiên, khi đấng sinh thành đã về với cát bụi, những cảm xúc sẽ hoàn toàn thay đổi. Người con cảm thấy mình đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, thấu hiểu rõ hơn nỗi đau mất mát bởi sự mong manh của đời sống. Họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn và yếu đuối hơn khi thiếu đi chỗ dựa rất quan trọng. Đó là lúc con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình. Vậy nên, con người ở tuổi trung niên, dù thành đạt hay bình thường, đều phải nhìn thấu sinh, lão, bệnh, tử ở đời. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng trân quý từng giây từng phút khi cha mẹ còn sống, và cũng phải cố gắng sống thật tốt để cha mẹ an lòng. Quý vị thân mến, thời gian luôn rất vô tình và không đè một ai. Thời gian sẵn sàng mang bất cứ một ai đến bờ vực của tuổi già. Và không ít người trong chúng ta từng phải thốt lên rằng thời gian trôi nhanh quá. Nó nhanh đến mức khiến chúng ta cảm thấy nhiều việc xảy ra từ rất lâu, nhưng mà hệt như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Có thể là việc oanh liệt hiển hách, có thể là bình thản một thời, và bất luận thế nào thì cũng đã là dĩ vãng. Mỗi người đều có lối sống khác nhau, những mối quan tâm khác nhau. Nhưng dù sống ở giai đoạn nào thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự nhẹ nhàng, khoáng đạt và thông tỏ của riêng mình. Cùng với đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng, dù lưng chúng ta có còng xuống ở tuổi 60, nhưng ta tuyệt đối không cúi đầu trước bốn thứ sau để cuộc sống được hạnh phúc mà trọn vẹn. 1. Không cúi đầu trước con cái. Không cúi đầu ở đây không đại biểu cho cái thái độ ương ngạnh, bảo thủ, chỉ chăm chăm áp đặt ý kiến của mình, mà thể hiện thái độ không phụ thuộc vào con cái của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi, cũng là lúc con cái chúng ta trưởng thành. Có gia đình riêng, có những trách nhiệm riêng mà chúng phải gánh vác. Vì vậy, để gìn giữ cái mối quan hệ không xảy ra tranh chấp xung đột, chúng ta không nên can thiệp vào đời sống riêng của con cái quá nhiều. Hãy cân bằng trọng tâm cuộc sống giữa người thân và bản thân. Nếu bạn chỉ dành trọn vẹn thời gian cho một đối tượng duy nhất, thì bạn vừa phải chịu áp lực mà đối phương cũng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Do đó thỉnh thoảng cả gia đình cùng tụ tập, vui vầy bên con cháu, bày vài mâm cơm. Thỉnh thoảng lại hẹn gặp những người bạn già, cùng nhau đi du lịch, tâm sự vài cái câu chuyện cũ bên chén trà thơm. Đó cũng là một cách để mà tận hưởng cuộc sống riêng của mỗi người. 2. Không cúi đầu trước tiền bạc. Tiền bạc vật chất không bao giờ là đủ cả, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì những thứ vật ngoài thân mà đánh đổi đi bằng cái sự hạnh phúc và thành tín mà chúng ta đang có. Đôi khi ngồi uống cốc trà thơm, cơm canh đạm bạc cùng người ta yêu thương, còn hơn là việc quỵ lụy, lệ lục để đổi lại một bữa bào ngư vi cá mà người ngoài lại bỏ đi. Do đó, đừng để những năm tháng cuối đời phải mù quáng trong cái sự dục vọng, bạc tiền và ham muốn vật chất. Kim tiền, địa vị, sự nghiệp, danh tiếng,
bấy giờ đều không giá trị bằng một phần nghìn cuộc sống bình thản, ung dung, nhưng ý nghĩa. 3. Không cúi đầu trước bệnh tật. Trước 60 tuổi, ta cứ tin tưởng vào bản thân. Cảm sốt thì cũng chỉ uống ngụm nước là khỏi. Bệnh nặng thì cũng ngủ một giấc là xong. Sau 60 tuổi, ta hiểu được cái cách trân trọng bản thân. Cũng là cái lúc huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết máu cao, không mời mà đến. Tuy thế chúng ta không vì bệnh tật mà đánh mất đi cái niềm đam mê vào cuộc sống, quên mất cái cách hưởng thụ những cái vẻ đẹp của trần gian. Chỉ cần một lần cúi đầu trước bệnh tật, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội để chủ động thay đổi hiện trạng của chính mình rồi. Sinh, lão, bệnh, tử là những cái giai đoạn mà ai cũng phải trải qua trong mỗi cuộc đời. Chúng ta thì chạy không thoát đâu, nhưng không hẳn chúng ta có thể thua cuộc trong tất cả các cuộc chiến. Chỉ cần tâm thái và ý chí vẫn còn, bạn có thể chiến thắng cả những mầm mống, ung thư, quái ác. 4. Không cúi đầu trước năm tháng. Khi người ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy. Khi mà ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ. Mà khi ta đi bộ, lại có người đang phải chống gậy. Khi mà ta chống gậy thì vẫn còn những người cụt chân. Mà khi ta cụt chân thì hãy còn có người mất mạng. Như vậy, năm tháng sẽ trở nên không còn đáng sợ nữa. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng. Ngày mai thì cũng chẳng thể biết trước được điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm thái thật tốt. Điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ, nơi tâm hồn sâu thẳm. Như vậy thì dù cuộc sống ngắn ngủi hay dài lâu, chúng ta cũng có thể hưởng thụ trọn vẹn, không có gì là nuối tiếc cả. Vâng, kính thưa quý vị, không một ai có thể tránh khỏi cái quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời này. Và tuổi thanh xuân, đam mê, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp thì cũng sẽ qua đi. Nhưng cuộc sống thật sự viên mãn hay không thì lại phụ thuộc vào khoảng thời gian khi mà chúng ta bước sang bên kia của sườn dốc cuộc đời, gạt bỏ những lo âu để tận hưởng một cuộc sống quý giá với nguồn năng lượng tích cực. Và ngay sau đây là 8 việc mà những người tuổi 40, 50 hay 60 cần chấm dứt để có cuộc sống an nhàn mà hạnh phúc. 1. Đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức. Khi đặt chân đến ngưỡng cửa trung niên, con người đã nếm trải qua biết bao nhiêu cay đắng của tuổi trẻ. Thế nhưng trong quãng thời gian vất vả ấy, đã có lúc bùng lên những ngọn lửa rực rỡ về tình yêu, tình bạn và những nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Thế nhưng quá khứ vốn vẫn là quá khứ. Dù đau khổ hay hạnh phúc, thì nó cũng đã qua rồi. Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Vậy nên, các bậc trung niên đừng nhất mực chìm đắm trong những hồi ức quá khứ. Hãy cứ lạc quan, nhìn về tương lai. Dù sao, chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi kia mà. 2. Hãy làm tốt việc của mình, đừng nhúng tay việc của người khác. Đến tuổi trung niên, đa phần mọi người đã khá thấu hiểu cái sự đời, nhìn mọi việc rõ ràng hơn. Sẽ tự thấy là những cái việc mình nên và không nên cũng như là bỏ qua. Hãy cho con cái có không gian riêng của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiệm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại để mà làm gì. Hãy để chúng nó lo cho con cái của chúng và tự chúng phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái mình. Và cũng không nên quá can thiệp nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của hàng xóm láng giềng hay là chuyện ba đồng của thiên hạ. Mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ. 3. Đối xử tốt với bản thân, tự dựa vào chính mình. Đừng quá lệ thuộc vào con cái.
Con người ta ở độ tuổi nào cũng nên tự lực tự cường, dựa vào sức mình là chính. Không nên vì tuổi cao mà lại có cái suy nghĩ ỷ lại vào con cái. Xã hội hiện đại áp lực ngày càng lớn, cuộc sống của con cháu chúng ta cũng vì vậy mà chẳng hề dễ dàng. Huống chi một gia đình nhỏ cũng giống như là một chiếc xe hơi bốn chỗ vậy. Mặc dù chạy chung đường đấy, nhưng cũng khó mà chờ được nhiều người đi chung. Vì vậy, người cao tuổi nên bảo dưỡng thật tốt chiếc xe của cuộc đời mình. Cho dù chỉ còn lại một mình, bạn cũng nên dũng cảm tiến về phía trước. Mặc dù chúng ta không thể phụ thuộc vào con cái, nhưng trên con đường ấy, chắc chắn con cái sẽ giúp đỡ và không ngừng cổ vũ cho chúng ta. 4. Đừng cố thay đổi người khác. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Đừng có tìm cách thay đổi người khác, bởi mỗi người là một bản thể khác nhau. Mỗi cá nhân đều có thói quen và lối sống của riêng mình. Cuộc đời này vốn không có đúng hay sai tuyệt đối, và chắc chắn chẳng có cái gì là hoàn toàn cả. Nếu đã không thể thay đổi người khác, vậy thì hãy học cách kiềm chế bản thân mình trước. Kỳ thực giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Ngay tới chính bản thân bạn cũng có những việc rất khó để mà thay đổi. Cho nên hãy học cách chung sống hòa bình với những thành viên trong gia đình hoặc con cái. Đừng mất công soi mói, hạch sách để mà khiến bản thân thêm nhọc lòng. 5. Ngừng oán trách hay phàn nàn. Cuộc sống ư? Sẽ không vì những lời oán trách của bạn mà thay đổi. Đời người sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác đâu. Dù bạn oán trách hay không, cuộc sống vẫn sẽ y như vậy. Dù bạn có buồn hay không, đời người cũng sẽ y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền nhiều, vẫn là bản thân, thương cảm nhiều, khổ não vẫn chính là mình. Mà là con người, đâu có chuyện vạn sự đều luôn như ý, mọi việc đều luôn thuận tâm đâu. Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. Bởi vậy, tại sao ta lại không mỉm cười? Hà tất phải muộn phiền lo âu? Người sống ở đời vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này cơ chứ? 6. Hãy ngưng việc tức giận. Tức giận và oán trách chỉ làm cho cái tâm tình mình thêm bực mình, bất an và bất ổn, thêm mệt mỏi, bệnh tật thêm mà thôi. Vậy sao chúng ta không chịu buông bỏ đi? Cuộc sống vốn mong manh, không biết ngày mai ra sao. Vậy sao chúng ta cứ phải ôm mãi cứ những sự bực mình, oán hận và cho thân, cho mệt người? Những nóng giận bồng bột của tuổi trẻ chắc chắn qua rồi. Đến cái tuổi trung niên, tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi rất nhiều. Con cái thì cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ của riêng mình rồi. Và chúng ta cũng không giống như trước đây. Vậy nên, cứ thoải mái mà sống thôi. 7. Hãy ra khỏi nhà và tìm thú vui, đừng lãng phí thời gian. Cuộc sống vốn mong manh ngắn ngủi. Bạn đã một đời vất vả làm việc. Giờ đây thời gian không còn nhiều nữa đâu. Cho nên hãy dùng thời gian còn lại này để sống cho chính mình đi. Hãy tìm những niềm vui và sở thích của mình đi. Người già thì phần đông muốn đi đây đi đó, nên có bằng hữu xung quanh, có một số thú vui tao nhã. Như vậy cuộc sống mới thêm phần phong phú. Và 8. Hãy thoải mái hơn trong chi tiêu. Cả một đời tuổi trẻ ư, tích lũy tiền bạc của cải ư. Khi mà có tuổi thì hãy tự lo cho mình được tiêu tiền và chi tiêu thoải mái hơn đi. Đến cái tuổi này rồi thì hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt hơn một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền. Muốn mua gì thì hãy mua, muốn ăn gì thì hãy ăn. Đừng quá khắt khe với bản thân, hãy hưởng thụ cuộc sống khi còn có thể. Và thay cho lời kết,
xin được chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện với tựa đề Con Dâu. Chuyện ông bà nội cắt cho mẹ tôi đất Hương Hòa làm nhà, để mẹ tôi lấy chồng làm náo động cả một vùng quê. Trong làng ngoài ngõ khen, chê, đủ cả. Nhà tôi chưa bao giờ đông đủ đến thế. Chẳng biết ai bắn tin, cho dù chẳng phải ngày giỗ Tết, mà các bác các chú, rồi cả các cô về tụ họp không thiếu một ai. Họ còn về rất sớm, chứ không như bao năm nay, cúng giỗ gần đến sát giờ, họ mới mò về. Nhà cha tôi đông anh em, nhưng khi tôi lớn lên và nhận biết đầy đủ, thì các chú các bác, các cô tôi đã nở riêng tây hết cả. Nhà còn lại ông bà nội già cả nghễnh ngãng và mẹ con tôi. Mọi việc một tay mẹ tôi cáng đáng trông nom. Cha tôi gần áp út lại mất sớm, nhưng mẹ tôi đầu đội vai gánh như dâu trưởng trong nhà. Một năm nhà tôi có tới chục cái giỗ lớn nhỏ, đám cưới đám tang người làng họ tộc đều trông cả vào mẹ tôi. Bác trưởng nhà tôi giàu có, bác ở trên phố, vợ chồng bác chẳng mấy khi về. Nếu có dỗ chạp, đích thân ông nội tôi phải điện nhắc từ mấy hôm trước. Ông bà vẫn kể cả nhà mỗi bác được học cao nhất. Bác thoát ly rồi, bỏ bẵng bố mẹ và đàn em. Bác giàu nhưng chỉ thu vén cho gia đình riêng, mặc cho bố mẹ vất vả lam lũ. Mấy hôm nay vợ chồng bác ngày nào cũng về từ sáng sớm. Bác gái đi ra đi vào, mặt khó đăm đăm khi ông tôi ngồi nói chuyện rộn ràng với cánh thợ xây nhà riêng cho mẹ con tôi ngoài ngõ. Ngày mai nhà tôi có dỗ. Mỗi lần dỗ chạp, mẹ tôi sắp sanh từ mấy ngày trước đó. Dọn nhà, rửa bát đũa, đong gạo đắp đũa, gà qué nuôi trong vườn nhốt sẵn. Đến ngày là mẹ bảo tôi ngâm gạo, đãi đỗ, rồi cùng bà nội thổi xôi. Ông nội cắt tiết gà, chờ mẹ tôi đi chợ mua thêm đồ về, rồi mẹ tự nấu nướng bảy biện để ông thắp hương, và chờ các cô, các chú, các bác ở xa, gần trưa mới về. Lần này khác với mọi lần dỗ trước, trình tự công việc thì vẫn thế, nhưng các bác, các cô, chú xa gần mượn cớ nhà có dỗ về nhấp mấy hôm nay rồi. Ngay buổi chiều trước hôm dỗ cụ, ông bà tôi chỉn chu khăn đống áo the. Bà tôi ngồi bên ông nội trên sập ngụ. Chẳng đợi mời, các cô, các chú, các bác túa đến, ganh ghé kiện tụng nhau. Ông tôi hắng giọng để cả nhà trật tự. Sắc mặt ông không buồn, không vui, rất lãnh đạm và lạnh lùng. Ông bảo, giá như bao nhiêu năm nay, việc chăm sóc bố mẹ mà các anh chị xăm xắm như việc tranh đất lần này ấy, thì quý hóa quá. Ông còn nói thêm, đúng là người ta chỉ tranh nhau chia tiền chia bạc, chứ chẳng ai tranh nuôi bố mẹ già bao giờ. Đất làng Hoàng quê tôi xưa kia rộng rãi lắm. Vườn nhà ông nội tôi rộng tới cả ngàn mét vuông. Nay ông tuyên bố cho bác trưởng và các chú mỗi người 200 mét vuông. Riêng bác trưởng được thêm cái nhà thờ gỗ. Hai cô mỗi cô 100 mét vuông. Còn lại phần hơn 300 mét vuông thuộc về mẹ con tôi. Bác dâu trưởng gào lên. Bố chia thế là không công bằng. Chồng con là trưởng. Thím ấy chồng đã chết từ bao giờ, lại không con trai. Giờ thím ấy lấy chồng, mẹ xuất giá, con tá hơn. Ông bà còn chia đất cho thím ấy làm cái gì? Cha tôi mất khi tôi mới vừa tròn 3 tuổi. Mẹ tôi ở vậy nuôi tôi và chăm sóc bố mẹ chồng. Mẹ tôi cấy cả mẫu ruộng, chăn lợn chăn gà, buôn thóc gạo hàng sáo, tần tảo tích góp để có tiền chi dùng việc nhà. Ông bà tôi thì đau yếu luôn, mọi việc bên đây bề nọ, đối nội đối ngoại mẹ tôi gánh vác hết, vì các chú các bác ở xa viện cớ rất ít về. Ông bà nội tôi yêu thương và biết ơn mẹ tôi nhiều lắm. Ông vẫn bảo với bà, nếu không có đứa con dâu này, tôi và bà trông chờ vào lũ con đẻ, thì lẽ chưa ra đồng nhưng cũng cô đơn và mệt mỏi rất nhiều. Vì cả tháng cả năm, trừ ngày dỗ chạp mọi mãi các cô các chú mới về, mà về thì chỉ ăn rồi bòn mót mang đi. Bác dâu trưởng vừa dứt lời thì chú út ở dưới cha tôi đã lên tiếng. Chú cho rằng ông bà tôi, cháu trai đầy ra không thương, đi thương đứa con dâu với cháu gái. Rồi thì mẹ tôi và tôi đều lấy chồng, đất Hương Hòa sẽ sang tay người khác. Nào là ông bà lắm bạc nhiều tiền xây nhà ở cho thiên hạ. Bà nội tôi nãy giờ im lặng, bỗng bà lên tiếng. Bà nói rằng, bao năm nay hai cái thân già này làm gì ra tiền mà có đồng nào xây nổi căn nhà kia.
Vườn tuy rộng nhưng cả năm chỉ có vài buồng chuối còi với dăm ba buồng cau điếc. Tất tật mấy chục năm nay, ông bà nhờ cả vào mẹ tôi nuôi. Bà còn bảo, mẹ tôi tuy là dâu, nhưng mẹ tôi thương ông bà thật dạ, lo cho ông bà không thiếu thốn thứ gì. Làng trên xóm dưới, ông bà chẳng thua kém ai. Hai thân già đau ốm, con đẻ chưa mấy đứa mua thuốc thang tầm bụng. Nhưng mình mẹ tôi đã lo cho ông bà đầy đủ thuốc men, đồ ăn uống bầy. Bà kể lần trước bà ốm, ngã nằm liệt giường nửa tháng. Ông cũng đau lưng, chỉ có mẹ tôi đêm hôm nâng giấc chăn bẵm, đút cho bà từng thìa cháo, từng hâm nước. Mẹ tôi tắm đắm gội đầu cho bà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Khi bà ngã bệnh, ông gọi điện cho bác cả. Bác bảo đang ở du lịch mãi Phú Quốc. Gọi cho các bác các chú, chẳng một chú cô nào về. Dỗ chạp thì chỉ vác mồm về ăn. Ông còn bảo thóc gạo không tự mọc ở ruộng, gà qué hoa quả không tự lớn ở vườn, mà cho lũ các người ăn bóng. Rồi ông tôi kể, lần ông ngã bất tỉnh ngoài sân, cũng may mà có mẹ tôi cõng đưa ông ra trạm y tế rồi thuốc thang, chăm bẵm ngày đêm. Từng bước ông tập đi, từng thìa cháo bón cho ông lúc bên giường bệnh, là đứa cháu gái này, chứ đâu có thấy thằng con trai hay đứa cháu trai nào. Sang tháng mẹ tôi lấy chồng, mẹ tôi lấy bác hàng xóm sát nhà. Ông bà tôi bảo bác ấy quá vợ từ lâu, nhân hậu và tử tế. Mẹ tôi đúng là có phúc có phần. Ông bà tôi thông báo về ngày cưới của mẹ. Ông bà đứng ra làm răm mâm, gọi là vừa lễ vấn danh, vừa cưới luôn. Các chú, các bác tôi không một ai đồng ý. Ông bà bảo, chả cần thiết, sự có mặt của lũ con ghét người, yêu chúng mày. Đời này, gặp được con dâu như mẹ tôi là phúc phận của ông bà. Cả thanh xuân mẹ tôi tần tảo dành cho nhà chồng, trong khi chồng mất quá lâu. Giờ ông bà đứng ra gả chồng cho mẹ cũng chỉ là đền đáp lại tí chút công lao của mẹ tôi. Ông tôi còn bảo, mẹ tôi từ khi mới đôi mươi bước chân về nhà chồng đến giờ, lúc nào cũng đúng đạo làm con, thì chẳng lẽ ông bà từ ngày tuổi đầu lại không một lần sống đúng đạo làm cha mẹ. Ngồi ở góc nhà, nãy giờ không nói một lời nào, mẹ tôi chỉ lặng lẽ gạt hai dòng nước mắt.